Thủy Tiên khóc lóc khi quên lên vlog thông báo có bạn gái và sắp kết hôn. Chuyện gì đây? Trở về nước từ sau chuyến từ thiện tại Angola, cặp đôi quên lên vlog và hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên vẫn khiến khán giả hứng thú. Cả hai được ghép đôi vì hợp tác rất ân ý xuyên suốt chuyến đi và khiến khán giả cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực từ những câu chuyện do hai người truyền tải tại Angola. Thế nhưng mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một đoạn clip Thủy Tiên trò chuyện qua lại với Quang Linh qua điện thoại khiến dân tình xôn xao. Cụ thể, người đẹp nhận được cuộc điện thoại lúc nửa đêm của Quang Linh Vlog. Anh chàng thông báo mình đã có người yêu ở châu Phi và chuẩn bị kết hôn. Nàng hậu tỏ ra vô cùng thất vọng trước thông tin này. Cô tức giận nói, thôi cúp máy, đừng nói gì hết, tôi đi ngủ để mai chị đi kiếm thằng khác. Sau khi cúp máy, Thủy Tiên còn bật khóc và nói, em đau lắm, em phải rời khỏi thành phố, chỉ mang lại cho em toàn là đau buồn thôi. Phía dưới bài đăng, nhiều khán giả tỏ ra hoang mang trước cuộc trò chuyện này. Tuy nhiên, một vài người tinh ý nhận ra đây có thể là đoạn quảng cáo mà nàng hậu đã quay từ rất lâu. Vì quá yêu mến cặp đôi Tiên Linh nên khán giả đã cắt ghép giọng nói của hai người để tạo nên một đoạn clip với mục đích hài hước giải trí. Bình luận của khán giả: tôi muốn biết cảm nghĩ của chị Tiên và anh Linh khi xem video này. Sao khớp vậy trời, nhưng mà rất thích. Khớp nha, cười muốn nội thương. Có thể thấy, kể từ sau đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế Miss Grand International 2021, Thủy Tiên nhận được nhiều sự săn đón của khán giả lẫn các nhà thiết kế, nhãn hàng. Dù vậy, người đẹp sinh năm 1998 vẫn giữ thói quen giản dị, hài hước. Thậm chí, nàng hậu còn không ngại thể hiện giọng hát của mình trên sóng truyền hình. Mới đây, khi tham gia một sự kiện cùng với Trấn Thành, Quốc Khánh, Trọng Hiếu và nhà thiết kế Arian Anh Tuấn, Thủy Tiên đã khiến dân tình có một fan cười nghiêng ngả khi thực hiện thử thách ca nhạc. Nàng hậu hát lại một đoạn của ca khúc Tát nước đầu đình và bỏ em vào ba lô. Tuy nhiên, vì không nhớ lời nên cô khá ấp úng, sau đó chế câu từ mới. Thậm chí, Thủy Tiên còn hài hước nói rằng mình đã cải biên bài hát. Trước đây, Thủy Tiên còn khiến dân tình có một fan dở khóc dở cười khi tìm bài hát Woman của nữ thần tượng Vâu. Tuy nhiên, vì không nhớ lời ca khúc nên nàng hậu đã mô phỏng lại nhịp điệu ca khúc rồi nhờ ekip kiếm giúp. Hài hước là vậy, nhưng Thủy Tiên được đánh giá cao về giọng hát. Trước đây, nàng hậu từng có nhiều bài hát tại các sự kiện. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1998 còn song ca cùng Quang Hùng, Master D, bản hit Dễ đến dễ đi. Còn chưa từng học qua một trường lớp chuyên nghiệp nào, nhưng Thủy Tiên hát khỏe, tốt. Thời điểm dự thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Thủy Tiên cũng từng khiến khán giả trầm trồ khi hát live. Nàng hậu đã thể hiện ca khúc Hello Việt Nam với phiên bản 3 thứ tiếng Anh, Pháp và Việt. Cô đã tự đệm đàn cho chính mình. Sau khi đăng quang Hoa hậu, Thủy Tiên bận rộn với lịch trình sự kiện từ trong đến ngoài nước. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1998 còn chiếm nhiều tình cảm của khán giả nhờ tính cách hài hước và sự đa tài. Về phía Quang Linh, anh chàng hiện đang là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn khi hoạt động từ thiện ở châu Phi. Những video, bài đăng của anh đều thu hút hàng triệu view và hàng trăm nghìn lượt tương tác. Điều đáng nói, chỉ trong thời gian ngắn xây dựng kênh TikTok của chàng trai đã gặt hái thành quả đáng ngưỡng mộ. Cụ thể, hiện tại, sau 2 tuần thành lập, kênh TikTok của anh đã chính thức đạt 2 triệu follow và 10 triệu lượt thích. Chỉ thời gian ngắn, nhân Quang Linh đã đạt được những con số khủng mà bất cứ ai xây dựng kênh trên mạng xã hội cũng đều ao ước. Thậm chí dân tình còn nhận định thành quả của chàng trai này là độc nhất vô nhị, xô đổ mọi kỷ lục trước kia ở Việt Nam. Điều đáng nói, lượng video anh đăng tải không nhiều, có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng, video nào cũng có hàng triệu lượt view cùng cả trăm nghìn bình luận, tương tác. Mọi người không khỏi trông ngóng những lần anh cho ra video mới hay livestream trò chuyện. Điều đáng nói, dù được yêu thích, có lượng tương tác khủng, nhưng Quang Linh quyết không nhận quà hay kiếm tiền từ nền tảng này. Hiện tại, anh đã tắt chế độ đo nát và mỗi lần livestream chỉ đơn giản là muốn trò chuyện, chia sẻ chứ không bật chế độ tặng quà dù fan hối thúc.